tràn sang giàu dù cho trái tim vô tình đánh mất tâm hồn vùi trong phấn son vừa xe. Hỡi những thiên thần tình yêu hãy mang em về, ước muốn chân tình hồn nhiên trái tim lọt. Thật ra anh cũng giấu nó, chưa có nói cho nó nghe, để cái một thời gian để nó trưởng thành rồi cho nó biết xong. Còn anh nó chưa có đủ 18, cho nên là không có nên nói những cái điều đó, nó sợ bị áp lực. Đã không có ba bên cạnh rồi mà nói những cái chuyện đó làm nó áp lực, không có học hành được, cho nên là anh để cho nó trưởng thành lên, học lên, lúc đó là nó tự suy nghĩ được rồi có mới nói cho nó biết, nó sẽ hiểu cho mình hơn. Tại lúc nó còn nhỏ là cái mai của nó không có chững chạc á, cho nên là nhiều khi nó bị lung lay. Mỗi lần anh đi gặp bé thì anh chỉ đi một mình thôi. Hiện tại nhiều khi gia đình vợ của Toàn cũng không biết là hiện giờ Toàn đang sống với Ethan. Khi mà thấy mấy cái bài báo này nọ chắc là cũng biết, nhưng mà thấy không ai nhắc gì hết, chắc là người ta cũng biết nhưng mà giấu đi thôi. Bé biết hay không biết cái đó là it's okay với Ethan, tại vì Ethan cũng Dũng cũng mở lòng, nếu anh Toàn giới thiệu thì Ethan cũng ready thôi.